xin nhá. Nhật Bản đấy. Chị đã bắt được Tuyển vào lá, cái này chị đến booking rồi. Xong rồi mày phải ăn làm sao cho nó ngon không chị? Chị bảo Tuyển ạ. Đây xong rồi chị nói chị đang chị đây. Cái cứng mọi người. Cứng. Tăng lá. Không, không cứng một cái đâu. Kiểu mùi kẹo sữa với cả ăn thấy nào, nhân mặt rồi các bạn ạ. Em ăn cho em thấy vị là như thế nào. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tuyết rồi. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ ăn bóc kẹo dừa Sakura Nhật Bản. Thế nhưng mà ở bên Nhật Bản bạn mình bảo rằng là không có kẹo này. Tại có thể là nó chỉ là cái tên gọi thôi, mua từ rất là lâu rồi, thế nhưng mà hôm nay mới mở, mình mua cả ba vị liền ấy. Mình sẽ cho mọi người ở công ty ăn thử. Đâu gãy răng. Không có dao đâu cả. Dao đâu, từ từ đợi tí nữa. Vị ấy mất rồi. Cái này chắc là hàng tặng hay sao ạ. Ngửi thấy mùi chanh dây. Một chiếc kẹo dừa vị gì không biết được. Đây là mình mua 3 vị 3 gói. Còn tiếp theo đây, chắc là một cái này thì không cần cả. Đây là gói nguyên. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử mọi người nhé. Cái vị của gói này với lại mấy gói kia nó có giống nhau hay không? Đây là gói hàng tặng chanh dây này. Đây là gói nguyên này. Còn bên này rằng là mình mua 3 gói là 300g này. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử. Trời ơi mọi người ơi, cái này mình mua lẻ là mọi người, bên này còn có sợi tóc dài quá. Có ai nhìn thấy sợi tóc không? Không mà thôi, không sao. Bên trong này 100g này thì sẽ có được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 chiếc. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem vị này là vị gì. Hình như vị này là không phân biệt được ấy. Bây giờ phải ăn thử đã. Trông nó cũng rất là xinh nhá. Như nửa trái dừa thật ạ. Vị này hình như là vị dưa gang thì phải. Văn, ai đấy? Văn đấy. Mì đấy. Đi vệ sinh à? Tuyến đi vệ sinh, đi ngang qua. Chị tuyết được quay tuyết không? Không sao. Vân lại đây. Vân ăn hộ chị xem cái vị này là vị gì, nó giống cái gì. Em ăn đi. Nhưng mà nó ngọt không? Em không thích ăn ngọt quá. Không ngọt lắm đâu. Ăn đi thì biết. Chị ăn, chị ăn chị không phân biệt được vị gì ấy cả. Cái mời thẩm. Em vừa mới nhai kẹo cao su xong. Thế thôi tí nữa ăn. Đi ra kia. Có thử cái này chị. Ở đấy thử đi. Mình ăn mình thấy nó ngọt ngọt, thanh thanh, béo béo, bùi bùi. Nhưng mà mình cái này như là vị dưa hay sao? Mình thấy có thoang thoảng vị dưa. Vị dừa. Thọ vị dừa nhưng mà cái này nó có mùi dưa nữa. Đây là vị sô-cô-la. Sô-cô-la. Đây là vị sô-cô-la. Chẳng ra vị gì hết. Không, đây là kẹo dừa nguyên bản đấy. Béo béo, bùi bùi ngọt ngọt. Chẳng ra vị gì luôn đấy. Không phải hương dừa nữa. Cái này ăn
cái loại nặng quá. Cái loại này ăn béo béo, nó bùi bùi, nó giòn hơn so với cái loại này mọi người nhá. Ủa nó không, nó khác gì vậy? Khác mà. Cái loại này thì bên ngoài của nó có cái màu nâu nâu như này này. Ừ. Còn cái này là màu trắng, vị này như là vị dừa nguyên bản này phải. Vị này là vị dưa gang, còn cái này như là vị dưa hấu này phải. Phải ăn thử mới biết. Đây cái gói này ra ăn kiểu này giống ngày xưa thời đi học kiểu gì ấy, nhiều kiểu gì. Không biết vị gì. Ngon lắm. Cái gói này ăn ngon hơn nhá. Ăn cái vị này nó cho thấy thông thoảng mùi dừa đó. Hôm nay mình thử ăn thử cái vị này là vị dưa hấu hay vị gì này. Tôi chẳng biết nói gì hết. Tôi chỉ biết ăn thôi. Nó không rõ vị à? Không chả rõ vị gì hết cả. Có một cái này thơm thông thoảng mùi dưa ra một chút. Mình nghĩ là cái loại này là cái gói bên ngoài. Là cái gói gói màu xanh lá cây. Cái này hơi xanh này. Cái gói này gói bên ngoài màu xanh lá cây. Nên là cái cây dừa màu xanh lá cây ngửi rõ mùi dưa gang luôn. Ừ, cái này mùi dưa gang thoang thoảng ngay đâu mà rõ. Em ngửi rõ mùi dưa gang mà. Còn cái này có cái gói mà màu màu xanh da trời thì cái vỏ của nó sẽ là màu xanh da trời như này mọi người nhá. Nhưng mà khi mà mình ăn hai loại thì mình nghĩ là các bạn nếu như mà ai mà thích ăn muốn ăn thử thì mọi người mua cái loại này mọi người ăn này. Ăn nó sẽ giòn hơn. Còn cái loại này nó hơi bị ỉu này, mình mua hơi bị ỉu một chút, ăn nó sẽ cái độ giòn nó không bằng cái loại này. Vị vị ngon. Ừ. Đấy vị dưa gang, đấy là vị dưa gang mọi người ạ. Tôi thích vị dưa gang. Ừ. Rồi tôi thích ăn vị này. Vị đấy chị không biết là vị gì, chị mua lâu rồi hôm nay mới bỏ đi rồi. Không biết nó không phân biệt đó là vị gì nữa. Sao nó cũng xanh xanh như này nhỉ? Ừ, như anh ta nó hồng hồng chứ. Tôi lại không ngửi thấy vị dưa gang nữa. Cái đấy có phải vị dưa gang đâu mà. Tại nó xanh xanh ngoài này giống ấy. Ừ, nhưng mà không phải vị dưa gang. Trong này nó lại màu hồng. Nhưng mà thiết kế đẹp. Đấy là vị gì? Không có vị gì hợp với mọi người. Cái này là hơi thơm thơm mùi dừa tí em. Đây là thơm mùi dưa gang này. Và kẹo dừa này ăn thơm không đậm vị lắm. Cái này không biết vị gì. Không biết vị. Nó là vị dừa. Cái này nó là vị dừa. Cái này vị dưa gang thì như cái này vị dưa hấu như vậy. Nhưng mà không thấy ra dưa hấu. Tóm lại là ăn cho biết thôi. Mình thấy không có gì đặc biệt đấy cả. Thấy mọi người review gọi là hot hit lắm. Nên mình ăn thấy cũng ở mức độ bình thường thôi mọi người ạ. Ăn dính răng lắm. Nhai bởi vì dính rất là khơn khớn rồi. Bây giờ mình phải đi chở răng. Đấy, tí nữa mình sẽ cho mít và cho nhiên và cho mọi người ăn nữa. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người, không đi chở răng, chị cho một cái tăng chỉnh nha. Qua gì hả? Bye bye. Ờ, vlog đã kết thúc rồi. Chưa kết thúc nên để tìm, mình bye bye ở đây tí nữa cho người khác ăn sau. Và sau đây sẽ tiếp theo sẽ là một chiếc thị mít reviewer kẹo dừa sakura. Rồi ok, đứng dịch ra đây đi nha. Đứng ra góc này này. Em ăn xem em thấy vị nó như thế nào. Có thơm gì không? Có thơm, có cảm giác thơm gì không? Thơm nhẹ nhẹ không? Thơm nhẹ nhẹ à? Có cảm giác không? Ngoài dừa ra có vị gì nữa không? Cái gì ạ? Sữa. Thơm béo béo đúng không? Béo. Em ăn miếng, làm miếng. Tôi cả. Đấy. Béo béo. Có một thơm mùi gì nữa không? Cái cứng mọi người. Cứng. Răng cả. Răng lá. Không, không cứng một cái đâu. Dạ. Như kiểu mùi kẹo sữa với cả béo béo mùi bùi. Béo béo mùi bùi. Nhưng mà các bạn ạ, đây là vị dưa gang mà em tôi không nhận ra đây là vị dưa gang. Chính tỏ lên bạn. Đây còn hai vị nữa, ăn nốt đi nè. Ăn một cái xong tôi sẽ tăng 40 cân. Ăn béo. Ăn một cái. Ăn nó béo mà. Cuối cùng là em ấy vẫn ăn dưa chuột của tôi thôi. Ăn thêm cái vị kia nữa đi, xem có ngon không? Ba vị nào ngon hơn? Không. Không ăn nữa. Khói ngon. Tóm lại là ế các bạn ạ. Mặt bây giờ sắp giật lại. Tiếp theo đấy là về đến Phan Anh Công Tử. Trông giống cái đầu. Đầu gì cũng phải nói. Ra đây làm đi. Ăn đây cảm thấy nào. Nhân mặt rồi các bạn ạ. Trời ơi. Chị xem review chị thấy nó ấy lắm. Nhưng cuối cùng là ăn nó chỉ mùi mùi béo béo ngọt ngọt một chút thôi. Thôi Phan Anh không ăn nữa. Phan Anh không ăn nữa. Bây giờ sẽ là con chuột bạch tiếp theo. Con mà Phan Anh ăn liền mấy cái liền ạ. Chuột bạch tiếp theo. Đúng qua đến giờ. Chết nhỏ đi làm mấy cái này. Bạn em sáng nay ở bờ hồ trong những ngày em thăm anh khi anh bị thương. Cảm giác
Em thích ăn mấy kẹo như này. Đấy, tóm lại là ai cũng chê rồi các bạn ạ. Mọi người thấy không? Xem chị, em biết không, chị xem review top top là chị mua về chị ăn thử, nhưng mà ăn xong chị thấy nó béo béo bùi bùi, nó còn cỏ trả ra gì. Em thấy nó lợ lợ. Nó còn đang lợ lợ này. Thấy nó lợ lợ. Không, đừng mua mọi người nhé. Ok. Chị đã bắt được Tuyền bảo là cái này chị đang booking rồi. Xong rồi mày phải ăn làm sao cho nó ngon cho chị. Chị bảo Tuyền ạ. Ờ đây xong rồi chị nói chị đang chị đang